dường như mình đang phát hiện một con bọ đẻ bạn ơi, các bạn ơi. Để mình quay cho các bạn xem nhé. Ủa xong rồi hay gì vậy? Đứa nào đẻ vậy? À còn con kia nữa. Một em màu vàng. À, em nó màu trắng xám. Em này vàng xám. Tiếp đi nha các bạn. Không biết em nào đẻ nữa. Để mình quay lát nữa, con nào cũng nhào vô vệ sinh hết đó. Nên mình không biết em nào đẻ. Mình quay lát nữa mình kiếm cái con mẹ là con nào. Giờ mình không biết con mẹ là con nào hết trơn. Vậy là hôm nay đẻ được 3 bầy. Con nào trời? Con đang liếm à? Con đang liếm mày làm gì có đẻ ra được màu này? Hôm nay được 3 bầy nhé bạn. Đây, để mình cho các bạn xem. Bỏ đẻ ra mấy ngày đầu mình sẽ tách riêng ra như thế này các bạn ạ. Mình bỏ nén bỏ đồ ra cho con mẹ nó ăn với lại cho con nó bú tự nhiên hơn. Nó bú nó không có sữa, bỏ vô mấy cái chuồng này đông quá nó kiếm không được mẹ nó thiếu sữa. Ôi chào con, hello baby. Ồ con gái nha, rất là dễ thương mà. Đây chắc em này là em đầu tiên, cái này là chị hai. Hôm nay được một bầy tích đi Kali, một bầy tích đi và một bầy Kali. Hôm nay được ba bầy. Không biết là còn nữa không. Để mình bấm dừng video tại đây nha các bạn. Rồi mình đi lấy cái giỏ. Cái mình bỏ mẹ con nó ra trong cái giỏ. Mình lốt cỏ vô bỏ mẹ con nó ra. Hôm nay phải làm ba cái giỏ như vậy các bạn. Các bạn có rơm thì bỏ rơm ở dưới, một lớp rơm ở dưới lót trước đi. Rồi khoảng 2 ngày các bạn thay một lần. À chắc con nó đẻ đó các bạn. Con nó đẻ lần đẻ lứa đầu để mình bấm dừng video mình lấy cái giỏ mình. À chắc là đẻ đang đẻ nữa. Tại vì con bọ nó ở nhiều ở đông như vậy á, nó sẽ vệ sinh cho nhau. Cái dưới đó có bò được không ta? Lạnh hả? Mới ra lạnh hả? Rồi anh em nó đẻ luôn. Em nó cũng bước trước đẻ theo luôn. Nhoi nhoi đó rồi. Rồi rồi đẻ luôn rồi. Đau quá rồi. Đẻ luôn. Đẻ luôn hả con? Đẻ rồi, đẻ rồi, đẻ rồi. À, vô tình luôn bạn ạ. Ngày hôm nay mình được à, rớt con ra đi. Rớt con ra đi, nó ngợp vô con. Rặn đi, cố gắng rặn đi. Nó ra rặn đi, mạnh lên. Sao con tha con đi vậy? Ô mình ngừng cái video tại đây nha các bạn. Chơi cho mình lấy cái giỏ mình bỏ ra cho tụi nó đẻ. Tại vì tới ba con đẻ lần. Cái chuồng này hôm nay dường như ba con đẻ lần. Mình bỏ ra cho nó đẻ cho nó tự nhiên. Giờ nó như vậy nó ngại nó không dám đẻ, nó bị vướng rồi. Rồi mình đã chuẩn bị ba cái giỏ rồi bạn.
chuồng này có giỏ này thì có rồi, giỏ này con này đẻ hồi sáng, ba cái giỏ này chuẩn bị tiếp theo cho ba con. Con này đẻ xong rồi thì phải được hai con, lứa đầu được hai con, thì con đen lúc nãy đẻ ra, à ra rồi, được rồi, ồ mừng quá. Nó đang bị sinh con đó bạn. Trời hơi tối á, nên có gì có video mời các bạn thông cảm nha. À, mình dời cái giỏ này qua đây để mấy cái giỏ này tiếp theo, lát nữa mình sẽ bỏ thêm ba bầy ra nữa. Ngày hôm nay được 4 bầy. Tại vì cái chuồng bọ đợt này nó chật quá các bạn, nên mình không có bình thường á, ghé cái chân vừa con, rút cái chân lên. Bình thường bé đẻ mình để luôn trong cái chuồng tập trung như thế này để cho các mẹ chăm, nhưng mà cái lúc này chuồng chật quá, mình phải bỏ riêng ra như vậy cho nó khỏi đè, với lại nó kiếm mẹ nó không được á, nó khi nó lại mất sữa. Rồi mình để một tuần các bé khỏe rồi mình bỏ chung với lại các bạn. Cái con chưa có ra được con nào nữa không? Em này ra được một con em rồi. Con mẹ này sao không, vừa trước thấy bụng bự mà sao bên đi bụng lép lép vậy rồi. Không biết tại sao. Ủa là con mẹ đen nào đẻ vậy? Con mẹ đen này. Còn một con đen cái bụng đang bự nữa bạn. Cái bụng chắc con này đẻ nè. Còn con đen bụng bự nữa nè. Con này thì cái lát nữa cũng đẻ luôn. Tại vì ba em này mình phối chung một ngày á bạn. Mình thả được vô chung một ngày á. Em này màu đang vàng á, đen vàng á các bạn. Chắc bài này được hai con bạn. Chiếc bay này mỗi đứa là hai con, mấy bé này đều lấy lứa đầu hết nhé các bạn. Đó, mấy con mẹ nó vệ sinh cho giúp á. À còn em này nữa, em này nữa, em này đã có bầu nữa. Tụi nó bốn con một, nó dùng cái chuồng này mình phối mình bỏ được vô chung một lượt á, nên tụi nó đẻ một ngày hết à, một ngày hai ngày hết. Chắc liếm xong nó liếm khô nó mới đẻ thêm rồi. À con nó đẻ thêm rồi kìa. Con nó chắc đang đẻ thêm các bạn. Mình quay để cho. Nó đẻ thêm. À, con trong góc các bạn. Nó đang liếm để đẻ thêm á. Đây nè. Đang đẻ thêm hay gì ạ? Được hai em bé rồi. Em gái. Em gái. À mình lát nữa mình sẽ bỏ vô để mình sẽ tách lượt hết ra cho các bạn quay, tách thêm một cái video nữa nó dài quá. Để thêm cái gì ạ? Hay ra nhau? Chưa thấy ra nhau là còn để nữa. À, chưa thấy ra nhau là còn để nữa các bạn. À.
Đây em đã để được hai con, hai em rồi, em này một em này, như là em trong góc đang liếm á. Cái video này mình quay lúc giờ, giờ là 6-7 giờ tối rồi, 6:30 tối rồi á các bạn, nên nó hơi mờ nhé các bạn, nó không được sáng như ban ngày. Nên các bạn cái gì các bạn xem các bạn thông cảm nha, đừng có trách mình quay video mờ căm nha. Để mình cắm thêm bóng điện vô để quay cho các bạn xem luôn, các bé xem xong luôn. Chắc bé đó hết rồi sao á? Bé đen này đang sinh nè, con xích ra cho, xích ra cho bố quay cái video con, xích ra, chạy tới xíu đi. Đó, đang sinh á, đang sinh ra đó các bạn. Bị mờ mất rồi. Nó ra rồi các bạn. Mờ với lại nó. Mấy con bọ nó nhảy qua nhảy lại các bạn. Thấy không có rõ lắm. À, bé này sinh đi, con này con thứ hai nhé các bạn. Bé này sinh con này con thứ hai. Con trắng xích ra coi. À, một con hai con hay đợt này bỏ sinh màu sáng không nhé các bạn, không có màu tối nha, cưng quá trời. Màu đen mà sinh ra đen vàng, còn con này chắc màu xám à, không màu vàng nha. Con chỉ thương cho chắc sinh hai con bự như thế này chắc sinh hai con à, mỗi bé sinh hai con lứa đầu không à. Mình cũng rất thích là sinh như vậy á, sinh như vậy nó kiểu là dễ nuôi. Mình chỉ cần sinh 2-3 con thôi các bạn, mình không cần sinh nhiều. Sinh nhiều rất là tội bỏ nhé các bạn. Mình thích bỏ sinh kiểu này thôi các bạn, 1-2 con như thế này thôi. Không thích sinh nhiều. Đợt này bỏ vàng á, bỏ nó đẻ ra bỏ đen nó đẻ ra mà toàn là màu vàng với lại màu xám á. Đó vàng đen. Con này con xám. Con đang liếm là con xám đó các bạn. Thích. Đây con vàng. Thế lại con trắng sáng. Trắng sáng trong kia chắc con kia đang sinh nữa hay sao á? À đang sinh con thứ ba hay sao? Liếm phụ vậy đó các bạn. Ồ, hai con à. Mỗi bé được hai con à.
Rồi. Giờ mình ngưng cái video này từ đây. Nếu các bạn thích like, thích kênh YouTube của Phương, thích bỏ Phương thì cho Phương một xin một like, một chia sẻ nhé các bạn. Một lượt đăng ký nha, để có nhiều bạn biết đến. Lát nữa mình sẽ quay thêm một cái video nữa. Cái video này hơi dài rồi. Lát nữa mình sẽ quay thêm một cái video nữa. Để tách bọ cho những cặp bọ, con bọ mới đẻ vô những cái giỏ đó đó. Hướng dẫn cho bạn tách vô, mỗi giỏ như thế đó. Rồi mình bỏ đồ ăn sao, sao. Xong rồi cái cho con bọ mẹ nó nuôi cho nó có chất lượng hơn. Chứ mình bữa trước mình để trong này nó ở trong như thế này á, nó bị chật á. Nó bị chật á các bạn. Rồi nó đè lên những con á. Đó cái chuồng nó cũng có hai con đây mới đẻ xong á các bạn. Rồi, mình xin kết thúc video này tại đây nha các bạn. Để mình bỏ ra. Mình bỏ con ra xong cái rồi mình quay tiếp video thứ hai.